này học phải nắm kỹ thuật đó là cái gì, cái ngón tay. Anh phải nắm 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 anh khi mình nắm nắm mà nó vô sát để co lại được vậy, anh ráng từ này tới 70 không bao giờ bị bệnh về não, trí nhớ không bao giờ quên. Cái nguyên tắc tại sao cái ngón tay nó dính tới cái não, anh thấy tất cả làm việc như vậy là qua cái tay, anh nhớ gì cái tay mới làm, thấy không? Bây giờ anh muốn làm thì cái não nó muốn, cái tay phải mừng, giờ muốn chùi đích thôi thì cái não muốn, cái tay phải cầm tờ giấy. Rõ ràng cái tay là cái não thực hành đó, nhưng mà không có biết. Thành ra người già chết là do cái tay không chỉ huy được, cái đầu không chỉ huy được cái tay, chứ không phải bộ phận sinh dục thôi. Mình bây giờ người đàn ông mình, cái bộ phận sinh dục nó là thằng đứng đầu về chỉ huy não, nó đòi là não mần liền, não biểu là nó làm liền. Thành ra ngồi suy nghĩ lúc nó cũng xuất tinh, thành ra mấy thằng gọi là bị mộng tinh, di tinh, hợp tinh. Thành ra trong người cái hệ thần kinh cao cấp nhất là bộ phận sinh dục, thần kinh thứ hai là chính cái tay, thần kinh thứ ba là cái chân. Thành ra hai đó mà nó không điều khiển là té liền. Cái tay anh thử coi, anh mà trợt chân mà cái tay anh không chụp được cái gì anh té, rồi cái chân anh trượt mà không có gượng được anh té, anh thấy không? Cái đó là cái nguy hiểm nhất, mà té thì cái đầu đập xuống chết không. Là một cái tay là cái gì, khi anh muốn một bất cứ nghề gì là cái tay đó là cái nghề anh làm bảo vệ vậy, người ta tới anh xé cái phiếu đưa, cái tay đó là cái chân đâu, cái tay xé cái phiếu đưa, cái miệng nói nhưng mà tay muốn hoạt động rồi đó, cái tay sẽ làm gì? Ví dụ cái thằng đó đem chắc cái xe vô anh, nếu mà anh có cái phiếu là cái đầu biết đó, cái tay xé phiếu cho nó, còn thôi mắt mà nhìn cái xe nó rồi để ở đâu, thấy không? Mà để ở đâu tới thì cái tay anh cử động trước, không phải là cái chân nha. Anh mới bất cứ gì làm việc với ai là cái tay nó quơ, ở vậy với tôi nói chuyện ở đây tôi quơ không à, cái tay nó quơ trước, tức là mọi lệnh não là nó ra cái tay trước. Thành ra người già cái tay là cái nơi gọi là vùng biên giới của cơ thể xa nhất, máu làm sao tới nó nổi. Anh thấy từ tim lên đây gần 1 mét mấy, mà theo nguyên tắc đông y đó, hít thở một cái nó đi được có 3 thốn, từ 3 đốt ngón tay à. Hít một cái, hít một cái nè nè, nếu đo này 1 2 hít, 3 hít, 4 hít, 9 cái hít thở nó mới, máu nó mới ra động tay, dễ sợ chưa. Thành ra nhiều người nó hỏi tại sao có tay mà người già cái tay không cử động, không nhạy bén như thanh niên nữa. Anh thử coi, anh thử liền cái đồ cho ông già chụp chụp cũng được, trẻ chụp cái bụp dính liền, ông già thấy là rớt mẹ cho bị rớt ra khỏi chụp lắm. Anh muốn muốn luyện với ông già cái liền cho ông chụp, ông chụp được lắm còn khỏe, ông chụp không được những cái thằng mà võ sư giỏi phóng cái tên chụp cái tên còn dính nha, tên nhanh chụp bất chính liền. Thì cái người mình á, bây giờ anh con người ta khi trẻ nè, hít một hơi đi chấm chín chín thốn được đó, anh hít như tụi anh hít thở bình thường nó đi có 3 thì chín hơi thở bình thường nó máu ra này, còn tập khí công nó cũng chín hơi thở bình thường nhưng một hơi khí nó ra nó đầu hít cả cái tay rồi, một cái hít đây không phải cái hít thở bình thường như ta, anh thấy là không tin nè, anh thấy nó nín, anh thấy nín, nín là khí nè, thấy im là nó ra tới động tay, thở ra nó mới về. Trong người có hai loại hơi thở, loại hơi thở là nghe được biết được là hít vô thở ra, nhưng một cái hơi thở vô hình là anh không biết, là anh kia anh để ý sẽ thấy hít vô, anh hít vô một cái anh ngưng được cái thở, anh thấy nó lâu, nó gần gấp 9 lần mới đúng. Có nếu đúng với bậc tiên gia là hít vô phải 15 lần mới được thở ra, hít 1 giây nín 15 lần thở ra, hít 1 giây 5 lần thở ra, hoặc hít 2 giây là 10 lần thở ra, là 10 lần nín, hít 3 giây là 15 lần nín. Anh tập về qua cho tôi, tức là anh lúc nào hít vô nín chút thở ra, lúc anh rảnh là ngồi bảo vệ được, anh cứ đếm 1 2 là nín 10 giây gấp 5 lần thở ra, tập quen đi thì tay chân anh nó mềm như con nhện, còn hít vô thở ra tay cứng cứng nhận, anh thấy con cứng cứng để ý thấy liền cái tay nó cứng 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 cứng, còn cái tay như thế tay tôi dẻo là thế như cái khăn nào. Tay tôi cái khăn vậy, mà tôi 70 tuổi mà cha già tôi kỳ vậy. Cái tay tôi dẻo như con gái,
Mình thấy không? Cái ngón tay thôi. Ngó thì ớn liền. Làm sao nó dẻo vậy? Như cái làn sóng. Cái làn sóng, cái ngón tay mình như làn sóng. Nó mạnh giống như cái sóng biển. Anh thấy sóng biển nó nhẹ nhẹ vậy không? Nhưng mà vô tới bờ thấy cái bờ đập phải âm cái nguyên cái bức tường rất cái bình xuống nó nhẹ nhẹ vậy thôi nha, lát hồi tới dưới tới bờ bờ xuống bầm này nữa nó bự lắm, chứ là đứng là anh ra biển vậy anh vừa bước xuống nước anh bơi nha, sóng nó tới anh đố anh gượng lại nó dội lên liền, thấy nó vô vậy nè thấy nó dâng lên nhẹ lại qua chân á về tới anh là bất cái hỏng cái anh bật ngửa liền anh gồng lên chịu không chịu nổi dễ sợ, mà nó chỉ là tao chỉ là dâng lên xuống thôi tao chưa có đi đó, nó ghê sợ. Mà thật là cái dâng lên dâng xuống là cái năng lượng nó được đang đâm vô bụng anh, thành cái vợn sóng tính là năng lượng xuyên thủng, thành là cái tay chân anh mà vợn sóng được ha là năng lượng từ ngoài vô chính gấp nhanh gấp 9 lần năng lượng người thường. Nếu tay mà vợn sóng được năng lượng cái đường khí huyết anh đi nhanh gấp 9 lần mà anh thở có một lần, thành ra khi anh tập hết vô anh nín 5 giây anh thở thở ra 2 giây phải là 9 giây hít một cái ra tới đầu ngón tay, thì trong khí công nó gọi người thánh nhân một hơi thở xuống đầu ngón tay của ngón chân, người thường nhân hít một cái vô phổi ra vô phổi ra chưa sử dụng nó ra hết à. Ừ, mày giống như là mày đổ nước ra có bị hất ra liền. Còn tao 5 phút, 5 giây nó tao lấy vô, lấy oxy vô. Xong tao mới cho mày lấy ra. Còn người thường á gọi là tạc á, tạc 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 không à. Còn tao hốt một cái đó, bỏ họng nuốt một cái tao mới thả ra, tao hốt vào dùng nước. Nuốt một cái tao mới thả ra. Người thường tạc không à. Đó, anh thấy rõ ràng lúc nào để con người cái cơ hơi thở con người nó hít vô thở ra liền. Cái đó là sự sống tự nhiên của muôn loài. Nhưng mấy ông tiên nhân nó muốn sống kéo dài ra thì hơi thở dài thì sống lâu thì con rùa. À, tại sao nó dài ra là nó có nín. Mà nín tự nhiên không được nín ép buộc, hít vô im. Chịu không nổi thở, dạ, yeah, hít vô im, chịu không nổi thở. Nhưng mà khi tôi làm vậy cái thằng người thường hít vô hai thở dài là tổng số trong một ngày trong một ngàn hơi, còn tao hết lên đến buồn mà tao có 500 hơi, tao sống gấp đôi nó rồi. Mày 1000 tao có 500 à, thì 1000 hơi mày sống được một ngày, tao 500 hơi sống được một ngày, tức là 1000 hơi sống được 2 ngày, tao thọ hơn mày. Cái tên nó là người Trung Quốc nó gọi là quy tức pháp, tức là phương pháp thở của con rùa. Nói đại khái như kéo dài hơi thở sẽ sống lâu. Con rùa nó thở dài lắm, mình thấy nó đứng dậy chu xuống nước cả ngày nó mới trồi lên thở một cái chu xuống, nó không lên liền đâu. Con cá còn lên liền, con rùa không có đâu, nó rớt xuống nằm dưới hoài, lên nó bơi lên một cái rồi chu xuống nữa. Đó thì ra cái mấy ông tiên nhân đó, người thường là thở toàn thế giới như nhau, ta phải giỏi hơn tụi bay, tao phải là cái hơi thở tao ngon hơn tụi bay, thì cái hơi thở tao sáng tạo là hơi thở của người giỏi hơn người thường, gọi là thánh nhân. Mà khi anh thở vậy là hít vô nín á, anh tưởng tượng giống như cái bịch cái bong bóng anh thổi vậy đó, anh kéo xuống đó là anh nín hồi nó chịu không nổi nó bung lên, càng xuống nước nó càng ép lực mạnh vô thì máu huyết đi khắp nơi. Thế nào, nín vậy là máu nó chạy ra đầu ngón tay liền, nó bị ép nó chạy ra liền, đó là cái bí mật. Bây giờ anh hít cái anh thở ra giống như anh làm cái bong bóng này, hít vô thở ra anh nổi mặt nữa thôi, nhưng mình nó đang phòng vậy anh kéo xuống dưới là đầu bị ép, hém hổ chịu nổi nó trồi lên, đó cái bong bóng. Thành ra cái lối thở thứ hai là kéo bong bóng trên mặt nước suối như nước và thả lên, thì nước ở trong cái bong bóng á, cái khí nó lấn ra bong bóng, nó đẩy bong bóng căng ra, thì vô hình chung chính khi anh mà anh lặn xuống nước máu ra tay hết, thành ra mấy thằng lặn nước nó xịt máu ra mũi, bung lỗ tai luôn, thấy không? Anh xuống nước thì máu nó lan hết toàn thân, anh lặn sâu thì sẽ thấy nó da mặt da tay nó căng hết. Rõ ràng khi anh lặn sâu xuống áp lực nước nó ép là máu anh ra khắp nơi. Bây giờ tao tự làm tự ép,
cong cần xuống nước là cái cách thở đó. Nín, nín hồi tự nhiên người nứt trướng, nó ngộp đó, thành ra anh giấu con sứa hít vô phình xẹt phình xẹt phình xẹt. Người thường không có cái phình, không có phình người lên, người nếu nhìn con người thấy cái phổi trên nó phình xẹt, còn mình nó cả người phồng như con cóc luôn. Người khanh lúc đầu phồng như cóc, nhưng mà đầu tiên nó phồng cái bụng trước, nhưng mà khi nó ép lên thì ra cái sai nhất, khi nó bị ép nó bung sai nhất, hai vậy nó ra động tay liền. Còn thằng kia nó hít vô cái thở ra, nó không có ép, không có áp lực, mà hít phổi có nhai, còn tao hít tao nín là nó bắt đầu thấy nín, bắt đầu nó ngộp ở trên, nó không có, nó ngộp ở dưới trước rồi nó ở dưới nó thốn lên hết rồi. Mình thấy là bắt đầu nó nặng cái bụng dưới, là cái bụng nó nặng nặng nó thốn lên, tức là nó lan ra hết chân tay rồi nó mới lan ngược ra cái lỗ mũi này. Có một cái áp lực nó đi vậy khi hết nín, mình thấy cái năng lượng nó bắt đầu nó xuống bụng trước. Nếu mà để trên ngực em sẽ nín không lâu, anh éo xuống bụng thấy nín là không đinh hết, mình ém xuống bụng đồ nó đến lâu hơn ở trên. Thử để ngồi làm thế nào, phình bụng ra đồ anh hít vô ra hít nhẹ bình thường nha, anh thở ra thấy phổi phải không, bây giờ hít vô ém xuống bụng về thấy anh đến lâu lắm nè, đến lâu lắm rồi mới thở ra. Anh ém xuống bụng, anh hơi phình cái khoảng cách ngồi xuống đẩy đó, anh thấy nó lâu lắm ngồi thở ra bụng mạnh, bắt đầu phát hiện lúc hít vô cái phổi nó nông ra rồi. Nếu ở dưới này mình nông ra thêm đó, thì nó nín lâu hơn, tức là cái phổi nó sụp xuống vậy. Lúc mình nín lại hút cái khí vô hình vô, giống như là cái bình nước nè, anh bịt cái chai lại, mà trong này anh lấy cái tông kéo xuống ở trên nó hút cái nắp xuống, mà hút cái nắp bí quá, nó không có, nó bí của cái nắp quá thì biết khí vô đâu, lỗ chân lông nó chui vô lỗ lông vô cháu. Anh tưởng cái người anh kính hả, lỗ chân lông mà em 8.000 lỗ, anh bịt lỗ mũi mà hồi cái lỗ chân lông nó bọc không khí nó bọc lên, thành ra không tin nó lặn xuống nước nha. Anh nín hồi thấy mấy cái da có cái lỗ tròn cái trên cái da, lỗ tròn hồi đụng nó quay lên. Anh lặn xuống nước thiệt nhanh thấy liền. Nó trong cái lỗ chân lông nó có mấy con hồ tròn. Anh tập cái bài này lâu nữa để tay nín hồi con thấy dưới, để bàn tay xuống nhà thấy bọt nó bay lên là thành công hả? Là anh hít một cái mà nín mấy tiên da nó nín tới 4 phút mà. Dễ sợ. Một hơi thở nó 6 phút. 6 phút thở ra mấy con tiên. Thì khi mà đủ 6 phút rồi tất cả lỗ lông nó bay bọt khí không, tức là hút khí rồi. Không cần thở, ra chôn ổng dưới đất à. Một ngày ổng chết. Ông thở bằng cái bọt khí. Tại sao? Không phải là ông nín hơi mà cái lỗ chân lông ông nhỏ như sợi chỉ á, thì ông chôn xuống đất, khe đất nó vẫn có cái khe để cho cái oxy nó trồi lên, thành ra cây cây cối nó sống là oxy nó chui xuống tận dưới đất rồi. Tại nói đất vậy nó vẫn còn khe hở oxy xuống tới dưới. Thành ra anh đào đất xuống dưới vẫn có oxy dưới, thành ra có những con trùng á nó sống mà oxy dưới. Tức là những con trùng nó sống dưới đất, như con trùng đất á là nó thở oxy là bằng cái da của nó, chứ không phải lỗ mũi. Con trùng đâu có lỗ mũi, thì cái da nó hút không khí nó qua cái khe hở, mà anh rọi to đất lên thấy những cục tròn nó có những khoảng cách nhỏ này. Không khí trên nó theo xuống nó vô nó thở, mà nó thở thì nó vô xuống đây là cái lỗ chân lông nhỏ thì chỉ nó hút giống như bú, thành ra cái da của loài mà con trùng đất á là nó bú vô, thành ra không khí ngoài nó hút vô, nó thấm vô tới da, nó nằm dưới đất. Khi mình tập cái loại kép này là da mình nó hút, nó bú khí. Khi mình tập thở vậy. Đó là cái cách. Cái đó là cái lách cách thở của người thập thí công trên một năm phải thở bằng da, không được thở phổi. Nó có hai cái lợi. Khi gặp chất độc á, ở ngoài đường có mùi thúi anh nín. Nếu mà nín được 4 phút thì qua khỏi cái mùi thúi mới thở ra là đâu có vô. Còn thường thường vô hết, hù hả cái gì cũng vô hết. Mẹ thúi địch thúi gì thúi cất về rồi anh hít đi ôi thở ra mẹ chất độc vô đầy á. Còn mình thấy chỗ nào thúi thì mình thở kiểu kia, thì kiểu thứ hai da nó lọc được mấy chất độc không, tại chất độc đó là
cái mùi thúi là cái gì, tức là có cái hột bụi thúi đó, nó bay trong không khí, nó chui luôn mũi anh thúi, như cái hột bụi nó bị cái lỗ chân lông nó quá nhỏ, nó cản bụi. Anh thấy giống như cái lọc khí mà cỡ nano, tức là giống như cái miếng mà mình chống virus, nó bọc tới 9 lần nó mới thấm vô tới trong thì nó lọc trở lại. Thì lỗ chân lông mình tương đương gấp 9 lần cái miếng mà dán lên mũi anh, đưa cái là cái da mà lên nhà nó cản tất cả những chất độc nó mới vô da, nếu không cái da anh ghẻ lở hết. Nếu cái da nó không lọc được tất cả chất độc là anh đi đi ngang chỗ nào là cái da thúi liền, hư liền. Không tin giờ anh đây có một cái hơi nóng qua, anh đi ngang cái là da phải cháy, không cháy nó cản hết lại, da nó chống lại liền. Rồi qua chỗ nào chất độc là da nó không bị, mà cái lỗ mũi bị trước, hít vô chất độc vô người trước, còn cái da không bị. Anh lặn xuống nước như vậy, anh lặn nước dơ cũng không sao, nước sạch không sao, chứ nước dơ thấm mẹ da cái người thú bắt, nó lọc lại hết, nó không cho cái chất thúi vô da, lên cống nước sạch lá liền. Anh nhảy xuống bùn cứ cất mấy cái thằng mà chui xuống cống, mấy cái thằng vệ sinh làm sao cái da nó sạch, chui xuống lát lên tắm sạch hết liền. Còn nếu chui xuống cống mà cái hơi thúi nó chui vô thịt nó đụng cái thủi thịt nó mẹ bị nhiễm độc sao, mấy thằng nào mà chui xuống cống thì bị gã lỡ hết sao, đâu có thằng nào bị gã lỡ đâu. Nó ở con này nó chui nó thì cái da da nó thở mà nó cản được, nó hay vậy. Thành ra mấy tiên nhân nói là cái đó là thở thánh nhân. Thì khi mình đọc cái câu nhận dần thở, cái đó là một, có là bài bài học hôm nay là chuẩn bị qua năm thứ hai là thở ra hết, không được thở phổi. Tôi giờ tôi cũng thở ra không, mà khi anh tôi ngồi vậy là cái bụng dưới nó phình lên mình xuống chứ không phải cái phổi. Cái người tất cả loài thú cái bụng nó phình lên hình xuống không phải là cái ngực, anh để ý sao thấy bụng nó nhỉ, con mèo nhỉ, con chó vậy nằm để ý cái bụng dưới, không cái ngực nó không có nhúc nhích mà cái bụng nó thở, cái bụng nó phình lên xuống vậy nè, nó chạy nhanh hơn cái bụng hết xuống. Còn người chạy nhanh cái ngực lên, ngực phồng lên phồng xuống chết. Rồi khi vậy là khi anh lên cầu thang anh cũng phải thở ra, nó quen là không bao giờ cũng mệt. Nên con thú nó lên 20-30 thang lầu không mệt, mà nó không có tập con mẹ nhộn tin giờ, con mèo đâu có tập leo cầu thang, chắc là lên lầu 40 đi tỉnh mơ, còn mình đi luôn mà thở hồng hộc à. Nó thở ra không bao giờ bị cho nó, tại vì cái thở ra là nó cung cấp tất cả oxy toàn thân luôn. Còn cái thở phổi là nó phải không khí nó vô cái phổi xong nó mới ép oxy vô máu vô tới đầu kia. Còn này nghe chỗ này tao hút vô luôn mà. Cần bố như mày, tao thiếu hút luôn. Thế nào không? Tại hít vô để nó cấp oxy cho mấy thằng ở xa. Thấy không? Mà nó mỗi ngày là anh đi bộ thường thì nó hít hít bình thường thôi, thằng ở xa nó cũng tự tạ nó đi thôi. Còn bây giờ nếu mà anh lên nhanh thì nó chỉ cấp chỗ cơ bắp thôi, còn cái chỗ xa nó không cấp thì mà anh thiếu. Ví dụ là anh đi đi bộ lên cầu thang là cái khí huyết nó dồn hết, nó cấp oxy vô đây, dù mà nó thiếu mẹ tay chân, thiếu phổi, thiếu tim, thiếu mạch hết tùm lum. Ví dụ 1 giờ anh thở được 1 lít máu, bây giờ lên cầu thang nó hút hết nửa lít máu đụng làm sao mà đủ, nó phải tăng đôi lên để nó cấp 1 lít máu nữa lên với tay chân, tại cái 1 lít máu nó dùng chân để nó cho chân vận động. Thằng đó khi anh hít vậy, khi mà bế vậy cái thằng da tao xử cho mày, cứ làm chuyện mày đi, mày cứ lên ngồi thang đi, tao cấp khí cho mày tay chân hết đồ. Mày kêu giống như lên máy bay mà có cái bịch chụp cái lỗ mũi này, nó hụ lẹ thở đi, không biết sợ mẹ nhá. Khi được mà được khẩn cấp được lấy cho chụp lỗ mũi, thì khi cơ thể mình tập quen là khi đụng chuyện thiếu khí đắp vô lên thằng đó đi, người đi khí công lên cầu thang nó tự động nó thở tim mình không biết, mà anh thở nhất 3 năm nó mới tự động, không dễ đâu. Anh phải tập thở kiểu con rùa 3 năm, 3 năm rồi anh sẽ thấy huyết áp anh không bao giờ đo được, tây y không bao giờ đo huyết áp được hết đâu. Tại cái huyết áp của tây y là nó đo cho người bình thường, còn anh tu luyện thì làm sao đó. Tao muốn lên lên, tao muốn xuống xuống, tao muốn đứng đứng. Thì anh nín lại, tao nín được 4 phút thì hỏi cao huyết nó ra thế nào biết rồi. Người thường là hít vô chừng nín chừng 3 giây 4 giây cũng chết mẹ, tao hít nín tới 1 phút, nín 1 phút mà tao kéo luôn 1 tiếng hồi thì áp huyết tao nó khác đi. Em suy nghĩ thôi, bây giờ tao hít một thằng hơi thở mà thấy mày coi cái điện tâm đồ là nó dài lên dài dài nhá không, thì cái đó là hơi thở người ta là trong 8 giây, anh 32 giây rồi má. Cái điện tâm đồ đó là cái gì? Điện tâm đồ là thời gian và cái
cái nhịp tim, thấy không? Còn thời gian mày có 4 giây thôi, tao 1 phút thì cái giỡn sống tao nó là. Nhiều lúc nó bằng nhau luôn. Rồi cái mình muốn bằng muốn không, thành ra Mỹ khi nó đo, khi mà cái nhịp tim nó ổn định thì bắt đầu nó phát sóng, não phát sóng. Tức là khi mà cái nhịp tim anh mà nó đứng một chỗ vậy, thì cái chỗ tại chỗ cái máu mà đứng tại chỗ đó là nóng, cái kinh lạc là phát sóng, mà phát tần số ra, phát tần số, mà tần số nó là mới đầu là tần số rung, là âm thanh thịt nó rung trước, nó thải độc ra liền, thải mấy cái độc tố nó ra ra, rồi bắt đầu cái chất thải độc nó biến thành ánh sáng, nó bay ra ngoài luôn, là thành quang học. Thành ra cái gì bắt đầu mà nó bí, bắt đầu nó rung trước. Không tin anh, trước khi anh chết tôi bịt mũi anh phải giải trước, giải là tạo âm á, giải mà giải được là thoát, mà không giải được á, bắt đầu la lên cái là phát quang. Rồi thành ra con người nó vậy, nó tự nhiên, nó không phải là phản xạ. Khi mà anh bí quá là người ta thịt nó rung trước, thậm chí về thấy người ta đang làm bịt mũi giật trước, để nó tự hất cái bàn tay, không cần tay mà nó muốn hất cái chỗ mà anh bịt nó ra. Mà nếu mà anh mà thở bằng da thì nó không bắt được, nó là nằm im vẫn thở da thình thịch. Nhiều người ngày xưa đó, nó giết người ta, nó bịt lỗ mũi, thằng đó nó thở da 4 phút thì anh tưởng nó chết rồi, bịt nó hồi cái này, tao không cho bộ tao dậy, nằm im cái mày tưởng tao chết rồi, nín luôn, nó nín luôn 4 phút, mày ra phòng tao ngồi dậy. Ghê lắm, thành ra nhiều người nó quá tôi giết rồi sao nó còn sống được, nó gọi là giả chết đó. Mà lúc nó tôi giả chết thì anh đo cái nhịp tim nó đứng một chỗ, nó không có nhúc, nó đứng im, tim nó đứng mà sao nó mới đập. Nó đứng vậy là lý do là máu ở ngoài da tụi nó lấy oxy, máu ở ngoài da nó cửa, còn máu tim đứng. Tại tim không phải là nơi có oxy, tim chỉ là đẩy máu đi thôi, bóp nó đi thôi, còn nó đứng thì không sao. Nó bơm cái máu tươi đó, bây giờ máu tươi có là bơm chi, nó đứng mày tưởng tao chết. Thì khi mà máu nó ở ngoài da tôi mà nó đang đen, cái ốc tôi thở ra cái oxy tôi vô làm đỏ hết da, từ toàn thân tôi đỏ hết, thì không cần tim ép máu tới nữa. Mà tôi làm khả năng tôi tập lâu nữa là 4 phút sau mày mới đập, là mới cho mày đập, thì cái nhịp tim mình không dám giống người ta, 4 phút đập lần cũng được, thì 4 phút là tao chết rồi nữa. Nên thường thường ta đo mấy tụi tây y nó tới nó đo nhịp tim tới êm là đủ mấy nhồi, thấy không, là nó biết mình chết mình đấy. Tim mà thấy 2 phút không cục cửa thôi chết rồi, mà nếu tôi nín được tới 1 tiếng là hồi sao tụi mẹ nó tưởng tôi chết rồi, tôi chờ 1 tiếng hồi tôi bay ra tao thở lại, mà cái não tao còn tỉnh, sao mày biết. Mỗi ngày tao tập, bởi vậy có nhiều ông tiên là ông tính tới 3.000 giây, tới 6.000 giây. Có ông tiên là một ngày ông mới thở một lần. Một năm ăn 2 buổi, một ngày thở một lần, một hơi. Nó tập vậy á. Mà tại ông ở không, còn mình giờ là kiếm ăn nuôi vợ nuôi con có. Thì ra mấy chả sống được. Rồi trả vô rừng á, giờ tao nói thiệt nha, nếu ngày xưa giờ mình vô rừng mà làm cái ao nuôi cá nuôi gà. Rồi mày tập đói ra ra làm ăn, mới đầu tới 3 ngày ăn lần, xong dần 6.000 lần đó, tới 1.300 ngày, 150 ngày tao mới ăn lần, thì tao có đồ ăn đâu có sợ đó, tao gọi tập đói ra ăn, nhưng bắt đầu tao kéo dài nè, thở mới động tao xuống nước lặn 2 phút, xong tao lặn 4 phút, lặn lặn cái từ từ 10 năm sau tao thành. Thì ngày xưa nó lập tập đó làm chi, để nó kéo dài tuổi thọ, để nó không bệnh. Còn bây giờ tập để làm cái gì, thấy không, nó không thật thích hợp, người ta bỏ. Rồi là cái phép tu tiên ở thời hiện đại khác phép tu tiên của thời mấy ông nội cách đây mấy ngàn năm. Ông có nơi nuôi anh ăn, nuôi ông ăn sống thì ông luyện được. Còn bình giờ luyện chỉ 1/10 của ông thôi, anh là kéo dài được rồi. Anh sống được 120 là cũng đã, cần sống mẹ 300 bố vậy. Mày 120 tuổi thì sướng mẹ rồi. Mà trên mà anh sống 120 nổi tiếng khắp thế giới. Toàn thế giới vậy, là bên Nhật nó có chừng 2 triệu người sống trên 90, tỷ lệ
sống trên thế mười thế giới còn không có mấy phần trăm, là anh là trong dân số 1 tỷ người là anh giỏi. Rồi bây giờ bắt đầu tụi này là Bà La Hán gồm 3 phần.